Sau 3 năm triển khai mô hình phối hợp y tế công tư trong điều trị lao tại 8 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh, hiệu quả từ mô hình đã được khẳng định và góp phần phát hiện sớm, điều trị kịp thời cho bệnh nhân lao, hạn chế lây truyền, qua đó giảm tỷ lệ người mắc lao trong cộng đồng. Sau một đợt cảm ho kéo dài, uống thuốc không khỏi, cụ Ngô Thị Xoa, 80 tuổi, ở xóm 6, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, đã tìm đến phòng khám tư Tràng An để khám bệnh và tư vấn. Với những biểu hiện của bệnh lao, cụ được phòng khám tư giới thiệu đến kiểm tra tại Trung tâm Y tế Dự phòng huyện. Qua xét nghiệm, kết quả cụ đã bị mắc bệnh lao. Sau hơn một tuần điều trị đúng thuốc, bệnh của cụ thuyên giảm hẳn. Đỡ thôi, từng bữa giờ không chi nữa cả. Còn về nhà là cứ 9 giờ là bà đến trạm, bà tiêm, rồi bà về và uống thuốc tiếp. Cụ Xoa chính là một trong những bệnh nhân lao được phát hiện thông qua mô hình y tế công tư phối hợp. Triển khai mô hình này, Diễn Châu có 28 cơ sở nhà thuốc, 9 phòng khám tư, 2 bệnh viện cùng tham gia. Trung bình mỗi tháng, các nhà thuốc và các cơ sở y tế ở Diễn Châu giới thiệu từ 40 đến 50 bệnh nhân nghi mắc lao lên xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện. Những bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán lao, nếu phát hiện mắc lao sẽ được điều trị miễn phí. Tính ra trong 3 năm triển khai chương trình, Diễn Châu có khoảng 1.200 bệnh nhân nghi lao được chuyển tuyến, tăng tỷ lệ phát hiện người bị nhiễm lao trong toàn huyện lên 15-25%. Trước tiên đến là phải tư vấn, phải hỏi triệu chứng của họ rằng là triệu chứng của họ có những triệu chứng mà nghi về bệnh nặng hơn, kể cả viêm phổi chứ không phải là lao. Những bệnh khác mình cũng phải hướng dẫn đi rồi. Là hắn nằm trong tầm tay mình thì mình mới bán. Là cái thông thường, còn những cái bệnh nặng hơn là mình phải giới thiệu đi hết. Tất cả cộng đồng cùng tham gia công tác phòng chống bệnh lao. Không những trước đây là ở bệnh viện tư và trạm y tế, mà hiện nay là các nhà thuốc cũng vào cuộc, rồi phòng khám tư cũng vào cuộc. Và nhân dân được tuyên truyền kiến thức đầy đủ, họ sẽ đến tất cả cơ sở chống lao để điều trị. Chúng tôi thấy bài học đó là thứ nhất. Thứ hai là được chương trình tập huấn thì rõ ràng các kiến thức của các nhà thuốc, này, các phòng mạch tư cũng được nâng lên. Từ đó họ cũng có trách nhiệm đối với cộng đồng. Mô hình phối hợp y tế công tư trong phòng chống lao thuộc dự án kiểm soát lao và HIV do tổ chức PAT Hoa Kỳ thực hiện, được triển khai tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tháng 10 năm 2010. Từ việc thực hiện mô hình đã thiết lập và mở rộng mạng lưới chuyển người nghi lao từ nhà thuốc, bệnh viện tư, phòng khám tư và bệnh viện công tới mạng lưới chống lao tại 8 huyện thành thị thuộc dự án. Ban đầu, nhiều nhà thuốc, phòng khám vẫn băn khoăn về việc chuyển bệnh nhân làm giảm nguồn thu. Nhưng sau khi được tập huấn, hướng dẫn, họ đã hiểu ra lợi ích lâu dài của chương trình. Kết quả, toàn tỉnh đã thiết lập được mạng lưới gồm trên 400 cơ sở chuyển gửi bệnh nhân lao. Các cơ sở y tế công tư đã chuyển được gần 3.800 người nghi lao. Qua xét nghiệm phát hiện có trên 760 trường hợp nhiễm lao mới. Để thực hiện tiếp cái chương trình y tế công tư này ấy, thì về mặt chủ trương của Bộ thì đã có thông tư 02 của Bộ Y tế về cái phối hợp y tế công tư trong công tác phát hiện, quản lý và điều trị bệnh nhân lao. Thực hiện của thông tư này là bắt đầu từ tháng 3 năm 2013. Về cái chủ trương của sở ấy, sở đã ra được một cái chỉ thị 95 là yêu cầu các cái bệnh viện công lập và dân lập đóng trên địa bàn toàn tỉnh sẽ phối hợp cùng với cái chương trình chống lao của tỉnh nhà để tăng cường cái công tác phát hiện, quản lý và điều trị bệnh nhân lao. Bệnh lao hiện nay được xem là gánh nặng quốc gia, nhất là bệnh lao kháng đa thuốc. Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, rất cần sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của trưởng phòng y tế các huyện, thành thị trong việc giám sát các cơ sở y tế công tư cùng tham gia phát hiện, chuyển gửi bệnh nhân, từ đó góp phần giúp phát hiện sớm người nhiễm lao, kịp thời điều trị, đạt hiệu quả cao, tránh lây lan trong cộng đồng.